mình có tải một tốt nữa mình bán nè. Chưa cảm tạ đắc bản bất châu nho chúc mừng hạnh phúc ở đắc đồi phù hồ mía chúc mừng ở đắc đại diện phú giả tại nay có 14 niềm mới được sáng thay mới tất cả bò mía phía đầu ơi phát khẩu đỏ hồng của tây hơn cỡ trầm sức của điều cơ bản mới tác tay như đại diện tây hơn cỡ tròn đầu mưu lý bếp chăn mưu sạt bếp chép bử bón bên ngang ở cỡ trắng tròn ở bử sao hạ cam bướn xí bếp vì sòng văn sao sàm ở tại đại diện hơn đi hâu giúp các bạn học lành sát thường đưa huyện điện biên ở cỡ tổ chức buổi tiệc vui quỳ thật sánh duyên thử các bờ thành huyền sánh duyên các trách người lượng tiền có 14 niềm và người ta Âu nông quỳnh mía hạt âu cần bánh âu cần thân đơn nhà lệch dầu trời đâu lấy ba cần cần ai thầu hiu lưu biến ai hạt nông nước si phê vì ai biết đâu bên sao nhất để trở về phía sau. Xin được trân trọng kính mời toàn thể các cô các bác. Chúng ta sẽ cùng nhau rời những vị trí ngồi yêu thương để cùng nhau trở về với những hàng kịch mầm cỗ xây dựng của đại gia đình và cùng nhau bắt đầu những câu chuyện tình yêu để cùng nhau dùng bước ngầm thân mật của đại gia đình và không quên những lời kính chúc phúc tới cô dâu của chú rể trong buổi tiệc trưa ngày hôm nay. Xin được kính chuyển lời mời thân thương đến toàn thể quý vị. Ngày hôm nay xin trân trọng kính mời toàn thể quý vị điều. Đừng bước, đừng bước cái đường ra thoải mái đấy. Thế là không có tôi em tưởng đâu. Các bạn thân
mới đó là chân sầu có người ở tiếng này phòng mẹ phía đồng là sầu chụp chụp mới ở đó có tiếng hương sắp xếp ở tiếng này phòng mẹ phía đồng hôn lần tiếng của ông ma từ đó được thứ nhất thở vững chân bầm cố tiếng hương hoa của người bồ đề được thứ sáu mới thuần tiền ở đó phòng mẹ chụp chụp hôn lần mắt từ lần mới ở đó là chân sầu trường chưa ở ải đồng tác đại diện phú giả cả đai hâu còn cần trường chưa tiếng này phòng mẹ phía đồng hâu không có kiện phòng phòng luôn có bạn chúc buồn chúc phúc tác đại diện phú giả cả đai có bạn tác phù du chú rể của người bồ đề mới chân sầu có người ở tác đại diện phú giả cả đai và chia sẻ nhiều tiệp trong buổi tiệc trưa ngày hôm nay thì xin mời toàn thể công các bà các cô các bác chúng ta cùng nhanh chân rửa bước và nhanh chân rửa bước hơn nữa để trở về với trung tâm tổ chức sự kiện thì đại gia đình chúng tôi có thể đón tiếp tình cảm của toàn thể quý vị hạnh phúc nhất chân quý nhất bằng tình cảm thiêng liêng của toàn thể quý vị ngày hôm nay thì xin trân trọng kính mời toàn thể quý vị điểm đứng hai hàng đi thấy nhất của chúng ta trong buổi tiệc trường ngày hôm nay cô dâu thiên hoa và chú rể đường tiệc ngày hôm nay đã cùng nhau đặt một nền móng hạnh phúc tình yêu đó chính là để tạo nên một buổi đại tiệc vui vui để cùng chào đón tình cảm của toàn thể các quý vị khách quý toàn thể các quý vị tân khách xa gần và toàn thể các bà thành các chị các cô các chú các bạn bè nam nữ thanh niên bạn bè thân thiết của cô dâu và chú rể ngày hôm nay toàn thể quý vị chúng ta đã nhận được lời mời từ đại gia đình nhất phúc giây phút của buổi đại tiệc vui vui của cô dâu và chú rể của chúng ta sẽ được chính thức khai mạc tại gia đình tư gia của cô dâu trong buổi tiệc trưa ngày hôm nay với những tình cảm chân quý đó của toàn thể quý vị đó chính là niềm vinh hạnh lớn lao nhất cho đại gia đình chúng tôi trong buổi tiệc trưa ngày hôm nay một lần nữa thì ban tổ chức chúng tôi cũng xin được đỡ lời cho hai bên gia đình đỡ lời cho cô dâu và chú rể xin được kính chuyển lời mời thân thương đến toàn thể quý vị rồi đấy của dân tộc chúng gì những lời chúc phúc ngọt ngào nhất của toàn thể các quý vị khách quý đã có mặt tại trung tâm khán phòng tình yêu của chúng tôi trong buổi tiệc trưa ngày hôm nay và chỉ còn những giây phút điều thay nữa thôi là giây phút buổi đại tiệc buổi hạnh phúc và chúc mừng này tới cô dâu và ai đồng sông bạn sáng nát đại huyện đại xã của bà mới ở tiết này phòng mẹ phía đồng hâu của đặc hạt thanh khả này của hồi cả đấy là mất tiền phòng hợp buồn đại tây hương của bùi bùi đi đầu ở sáng ngày đầu ban khẩu và hòn của tây hương của bảy tổng đó trẻ cho thử các bạn bài tà và tiết này ai đồng phòng mẹ chúc phủ chúc phúc mới thương nói buồn bàn chắc sáu cá mới kính chuyển đến hơi các tây hương hoặc tiết này phòng mẹ phía đồng Điều xuê có từ bao giờ như cành bàn trắng mùa xưa chén đông chén chiều này thấu rượu cả cành đẹp như thế rượu đầu lá rượu thơm cao điền chén đông chén chiều này chén đầy tình trao nhau bao chén chiều này như cành chỉ nơi xa chúc mừng thầy nhé rượu đầu lá rượu thơm cao điền
thể quý vị chúng ta có một buổi đại tiệc thật ngon miệng, vui tươi và động tình hồn nhiên. Xin được trân trọng kính mời. Và để minh chứng cho tình yêu này hôm nay, có thể các anh các chị các cậu các bác cổ bằng một tràng vỗ tay thật lớn, thật công nhận về chia một tuần này quý vị ơi. Thân mật đến tình cảm của toàn thể quý vị, xin trân trọng kính mời và một tràng vỗ tay thật lớn để chúc mừng nhà. Rất là xin được chân thành cảm ơn tình cảm của toàn thể các quý vị khách quý, chúng ta đã có mặt tại trung tâm tổ chức sự kiện gần tuyến và có mặt tại trung tâm khán phòng tình yêu để cùng mừng hạnh phúc và chúc tương lai thấy cô dâu và chú rể trong buổi tiệc trưa ngày hôm nay. Và kính thưa toàn thể quý vị và cô dâu chú rể của chúng ta đã có mặt trên trung tâm sân khấu rồi, và không thể thiếu được cô ngân sinh thành dưỡng dục trời biển của nhân vật làm cha làm mẹ trong buổi trưa ngày hôm nay, thì xin trân trọng kính mời về phái đoàn nhà gái có bố Vịnh Văn Thiện và mẹ Phùng Thị Lan, về phái đoàn nhà trai có bố Lương Văn Hạnh và mẹ Cà Thị Thủy. Xin trân trọng kính mời đại diện hai bên gia đình, vợ làm cha làm mẹ của cô dâu và chú rể sẽ cùng trở lên với sân khấu để ra mắt tình cảm của toàn thể quý vị. Xin được trân trọng kính mời. Tân nam tử tân trai cười có món hàng khai tà đầu. Sau cáo mới ở tác đại diện phú già tà nay. Sau cáo mới ở tác đại diện Thư Ninh, Ải Vi Văn Thiên, các bên Phung Thị Lan. Sau cáo mới ở tác đại diện Hương Trai, Ải Lương Văn Hạnh, cấp Cà Thị Thủy. Sau cáo mới ở sông Vượng Thương Phái, sông Phái Trung Hương không biểu bồi. Bà mẹ Pinh Long ơi, thao cần tố mưa trường phong tà đón bà mẹ Pinh Long ơi. Thì ngay giây phút này thì đại gia đình của chúng tôi xin được diện kiến tất cả của toàn thể quý vị. Và toàn thể quý vị cho đại gia đình chúng tôi một tràng vỗ tay thật lớn, thật công nhiệt để chúc mừng hạnh phúc tới đại gia đình của toàn thể quý vị. Vâng ạ, kính thưa toàn thể các quý vị khách quý trân trọng và kính mến của đại gia đình ngày hôm nay, và toàn thể công các bà, các cô, các bác, cảnh các chị, bạn bè thân thiết của cô dâu và chú rể, chúng ta đã cùng nhau hiện diện tại trung tâm khán phòng tình yêu để cùng chứng kiến giây phút hạnh phúc, giây phút của buổi đại tiệc vui quy của chúng ta trong buổi tiệc trưa ngày hôm nay. Và kính thưa toàn thể quý vị, và quả đúng là từ ngàn xưa đến tận ngàn sau đi nữa, tình yêu luôn là một câu chuyện diễn tiến đầy cảm xúc của những màu sắc vô vàn khác nhau, song vẫn có một điểm chung là khi bước vào tình yêu, khi hai trái tim hòa chung cùng một nhịp đập, thì những cặp đôi yêu đương của chúng ta luôn luôn gắn kết với nhau bằng một mái ấm gia đình, nguyện mãi mãi như chim liền cánh, như cây liền cành. Và tình yêu của cô dâu chú rể không nằm ngoài quy luật đấy. Và kính thưa toàn thể quý vị khách quý trân trọng và kính mến, và quả đúng là yêu nhau thì chẳng quản xa gần, mặt tay cầu không vịn cũng lần mà sang, mà yêu nhau thì chẳng quản lầm than, mấy sông cũng nổi mấy ngàn cũng qua, yêu và được yêu đó chính là điểm hạnh phúc lớn lao nhất trong mỗi con người chúng ta. Tình yêu là món quà quý giá mà cuộc sống đã ban tặng, và qua một thời gian tìm hiểu yêu thương nhau, được sự cho phép của hai bên gia đình và chính quyền địa phương, được sự vun vén của hai bên gia đình đòi ngoài, và trong giây phút hoàn thi, giây phút mà toàn thể các quý vị khách quý chúng ta có mặt đông đủ tại trung tâm khán phòng tình yêu ngày hôm nay, ban tổ chức tôi cũng xin được trân trọng tuyên bố buổi đại lễ vu quy mừng hạnh phúc chúc tương lai tới cô dâu Thanh Hoa và chú rể Lương Tiệp. Lương Tiệp Thanh Hoa xin được thức lượng bắt đầu một trăm một tay tấn công tiếp theo này của mình để chúc mừng nhà. Hello, hello, nice to meet you. Voice inside my head. Vâng, xin chân thành cảm ơn những bạn pháo bông, pháo sáng đến từ trung tâm tổ chức sự kiện gần tuyến ngày hôm nay đã cùng bắn lên để cùng chúc mừng hạnh phúc tới đôi bạn trẻ và khai tiệc của chúng ta trong buổi tiệc trưa ngày hôm nay. Và kính thưa toàn thể quý vị, chính của chúng ta quay mặt vào nhau đây ạ. Xin mời cô dâu chú rể cùng quay mặt vào nhau và có một kỷ vật thiêng liêng hạnh phúc để trao gửi cho nhau. Đó chính là cặp chiếc nhẫn tình yêu. Xin trân trọng kính mời cô dâu và chú rể. Và kính thưa toàn thể quý vị, và giây phút ngày hôm nay thì xin mời chú rể đầu tiên đây ạ. Hãy làm
thân yêu của mình không? Vâng, tạm biệt quý vị ơi. Một tràng hoan hô thật lớn để dành cho hành động của chú rể đúng không ạ? Vâng, xin mời chú rể sẽ cùng chào chiếc nhẫn và vân tay giáp hút của cô dâu. Và kính thưa toàn thể quý vị, chiếc nhẫn là vòng tròn, là một tình yêu, là một kỷ vật thiêng liêng của cô dâu và chú rể ngày hôm nay. Và kể từ giây phút ngày hôm nay thì cô dâu chú rể của chúng ta sẽ có trách nhiệm gìn giữ hạnh phúc đến tận mai sau. Một tình yêu thiêng liêng, tình yêu chân quý của cô dâu và chú rể. Và kể từ giây phút hôm nay, ngày mai, mãi mãi và sau này đi nữa thì cô dâu chú rể của chúng ta đã chính thức đến duyên vợ chồng. Một chào một tay thật lớn tất cả quý vị để chúc mừng nào. Vâng, xin chân thành cảm ơn tình cảm của toàn thể quý vị. Chúng ta đã có những tràng vỗ tay thật nhiệt tình, thật hạnh phúc để gửi tới cô dâu và chú rể được ngày hạnh phúc, ngày trọng đại ngày hôm nay. Và kính thưa toàn thể quý vị khách quý, trân trọng và kính mến của đại gia đình. Và ngày hôm nay thì ban tổ chức chúng tôi cũng xin được đỡ lời cho đại gia đình, đỡ lời cho cô dâu và chú rể, cũng xin được chân thành cảm ơn lòng nhiệt thành của toàn thể các ông, các bà, các cô, các bác, các bạn bè thân thiết của cô dâu và chú rể ngày hôm nay. Chúng ta đã không quản ngại đường xa xa xôi, bất chút công việc, thời gian, thì giờ vàng ngọc của toàn thể quý vị thì cùng đem yêu thương trở về với trung tâm khán phòng tình yêu để cùng nhau chúc mừng hạnh phúc trọn vẹn tới cô dâu Thanh Hoa và chú rể Đường Tiệp trong buổi tiệc trưa ngày hôm nay. Và kính thưa toàn thể quý vị, và còn rất nhiều nữa tiếp tục nữa đến từ đại gia đình chúng tôi. Và kính thưa toàn thể quý vị khách quý, trân trọng và kính mến ngày hôm nay, và để trở lại với những phần quà yêu thương hạnh phúc của đại gia đình thì xin trân trọng kính mời về phía đoàn nhà trai có bố mẹ của chú rể sẽ có món quà yêu thương nhất đi gửi tới hai người con thân yêu của mình. Xin được trân trọng kính mời bố mẹ của chú rể nhé. Phái đoàn nhà trai trước, chúng ta sẽ có những món quà yêu thương đi gửi tới hai người con thân yêu của mình trong ngày trong đại ngày hôm nay. Và kính thưa toàn thể quý vị, và ngày hôm nay thì những món quà của đại gia đình thì còn rất là nhiều, nên là không để làm ảnh hưởng đến tình cảm của đại gia đình cũng như để nán lại những lời chúc phúc của toàn thể quý vị ngày hôm nay, thì xin mời những món quà yêu thương của đại gia đình chúng ta sẽ cùng trao gửi tới cô dâu và chú rể. Xin trân trọng kính mời bố mẹ của chú rể sẽ có những món quà hạnh phúc nhất đi cùng gửi tới cô dâu và chú rể trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị khách quý, trân trọng và kính mến, và quả đúng là công cha thì như núi ngất trời và nghĩa mẹ như nước gầy gầy biển đông. Hôm nay người mẹ thân yêu của chú rể đã có những món quà hạnh phúc thiết thực để gửi tới cô dâu Thanh Hoa trong buổi trưa ngày hôm nay. Và kính thưa toàn thể quý vị ơi, và người ta cũng thường bảo rằng con gái thì là con người ta, mà con dâu là con bà ơi. Và để thể hiện một mối tình mẹ chồng nàng dâu, sau khi trao món quà yêu thương tới cô dâu Thanh Hoa xong thì xin mời người mẹ của chú rể ôm một cái thật chặt người con dâu thân yêu của mình được không ạ? Vâng ạ, xin trân trọng kính mời người mẹ thân yêu của chú rể ôm một cái thật chặt người con dâu thân yêu của mình. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị khách quý, trân trọng và kính mến, ngày đặc biệt, ngày hạnh phúc của cô dâu và chú rể ngày hôm nay sẽ được đón nhận những món quà hạnh phúc từ đại gia đình của hai bên cô dâu và chú rể. Xin được chân thành cảm ơn đại gia đình của chị Minh. Xin trân trọng kính mời gia đình của anh Tuấn sẽ cùng trở lên với sân khấu để trao món quà yêu thương nhất để gửi tới hai người em thân yêu của mình. Xin được trân trọng kính mời. Hãy cùng trao món quà gửi tới người vợ thân yêu của mình nhé. Xin trân trọng kính mời. Vâng, xin được gửi lời cho cô dâu và chú rể nhân vật chính ngày hôm nay. Xin được cảm ơn những món quà đến từ đại gia đình của nhà trai. Và xin được kính chúc bố mẹ cũng như toàn thể các anh chị có một sức khỏe thật dồi dào. Và xin được chân thành cảm ơn món quà đến từ đại gia đình nhà trai. Và song hành cùng món quà của đại gia đình nhà trai đó chính là món quà đến từ đại gia đình nhà gái. Xin trân trọng kính mời bố mẹ của cô dâu có món quà hạnh phúc để cùng gửi tới hai người con thân yêu của mình. Xin được trân trọng kính mời. Vâng, xin trân trọng kính mời bố mẹ của cô dâu sẽ có một món quà về vật chất linh tinh thần để trao gửi tới người con thân yêu của mình trước khi về nhà chồng trong buổi tiệc trưa ngày hôm nay. Ấn đoạn sở chức tiết lại quà mẹ vì nó hoàn sơ mớ. Và sau khi mớ cùng ấn kết dính tạnh yên, không ải không em, tăng ải em, cô dâu, mít trường lệnh xanh hùng, cả bông sống khá ở sông đô tàu, diện tin phá tay mất à. Chúc ở sông đô tàu, hạt cắn tàu phòng đánh, quanh cắn tàu phòng đón, và cắn xuất chùa xuất lấy mớ. Tiết lại quà mẹ vì nào ơi, hạt cắn tố mưa, chiều phòng, quà mẹ vì nào ơi. Xin trân trọng kính mời ông bà ngoại, ông bác Trương. Xin trân trọng kính mời ông bà
ngoại cùng Bác Phương sẽ cùng trở lên với sân khấu để trao món quà yêu thương để gửi tới hai người cháu thân yêu của mình. Xin trân trọng kính mời được. Để gửi tới hai người cháu thân yêu, xin được trân trọng kính mời. Kính mời cầu Thanh và cầu Duyên Đông cũng như bác điện thoại xin cùng trở lên với sân khấu để chào món quà hạnh phúc nhất để gửi tới hai người cháu của mình. Xin trân trọng kính mời. Vâng, xin trân trọng kính mời cầu Thanh hãy cùng trở lên với sân khấu để chào món quà hạnh phúc nhất để gửi tới hai người cháu thân yêu của mình. Xin được trân trọng kính mời. Tới cô dâu và chú rể, xin mời. Vâng, xin mời bác điện thoại nha. Bác điện thoại đời mới iPhone. Và quý vị ơi, chúng ta có thể nổi một tràng vỗ tay thật lớn được không ạ? Vâng, tên hai cháu của mình xin trân trọng kính mời. Vâng, xin mời em Phương Đức và cậu Đông Bình sẽ cùng chuẩn bị những món quà để ăn, xin trân trọng kính mời. Vâng, xin trân trọng cảm ơn món quà đến từ em Phương Đức cũng như là cậu Đông Bình trong buổi thị trường ngày hôm nay. Vâng, xin trân trọng kính mời món quà đến từ dì Loan và ông bà Siên Dũng sẽ cùng trở lên với sân khấu để chào món quà hạnh phúc nhất tới cô dâu chú rể. Xin trân trọng kính mời nhận. Và những món quà tinh thần đến từ toàn thể quý vị đó chính là những tràng vỗ tay thật hạnh phúc trị giá 100 tỷ đồng của toàn thể quý vị để chúc mừng nhé. Vâng, xin trân trọng kính mời món quà đến từ dì Loan và ông bà Xin Dũng. Vâng, xin trân trọng kính nhờ phù dâu và phù rể của chúng ta sẽ cùng nhau chuẩn bị những chén rượu hạnh phúc nhé. Cô chú Bính Thành sẽ cùng trở lên với sân khấu để chào món quà hạnh phúc nhất để gửi tới cô dâu của chú rể. Xin được trân trọng kính mời. Và kính chúc toàn thể quý vị ơi, và ngày hôm nay ngày đặc biệt hạnh phúc của cô dâu và chú rể và những tràng vỗ tay thật lớn của toàn thể quý vị đó chính là những tràng vỗ tay vừa vui vừa khỏe lành vừa xinh. Cứ điều tay tam vỗ cho đồng linh hôn trường trong buổi tiệc trưa ngày hôm nay. Và toàn thể quý vị ơi, đừng tiếc một tràng vỗ tay thật lớn nữa để dành tặng cô dâu chú rể được không ạ? Yeah.
vật chất lẫn tinh thần để cùng trao gửi tới cô dâu và chú rể những ngày trong đài hạnh phúc ngày hôm nay. Và kính thưa toàn thể quý vị, chúng ta đã cùng nhau theo dõi những toàn thể quý vị ơi, chúng ta cùng sang rượu được không ạ? Và giây phút này thì xin mời toàn thể quý vị, chúng ta cùng nâng những ly rượu hào của mình lên và cùng chúc mừng hạnh phúc đến đại gia đình chúng tôi toàn thể quý vị ơi. Hôm nay mình đồng hành sướng ơi, sáng ngày bắt đầu tăng đại diện phú gia cả nay tăng cầu dâu chú rể ơi bị chén đảo hòm nướng bệnh trông nhau lại nào có bên cho phụ chú con mấy ơi đủ đàn kiệt bán uốn ba đó sáu nả tàng tà tết này hôm nay mình đồng ơi còn cắn nhau chén đảo hòm khửng trông nhau tăng đại diện phú gia cả nay chúc mừng hạnh phúc phan phì hà nội phố hôm nay hôm nay mình đồng ơi và giây phút này xin mời toàn thể quý vị đứng ạ hôm nay mình đồng hào hà nước hôm nay mình đồng cho phụ chú con này nữa hảo hàn mặn dứt này nữa nhát thiền sơn lẩu nhát thảo sơn yến chăn nữa vâng ạ xin mời đại gia đình của chúng ta chạm chén nhé xin mời ông bạn vâng xin chân thành cảm ơn những chén rượu đồng đầy tình cảm của toàn thể quý vị chúng ta đã gửi gắm những tình cảm chân quý đó để gửi tới cô dâu Thanh Hoa và chú rể Đường Tiệm ngày hôm nay và tiếp theo chương trình thì xin mời bố mẹ của hai bên gia đình sẽ cùng trở về với những hàng kẹt mâm cỗ để cùng nhường lại sân khấu cho cô dâu và chú rể nha vâng và xin được kính chúc cho hai bên gia đình của chúng ta có một mối tình thông gia bền chặt tự keo sơn vâng xin mời hai bên gia đình bắt tay đi ạ bắt tay thật chặt để cùng thắt chặt mối tình thông gia trong buổi chiều ngày hôm nay xin được chân thành kính mời ta đi ạ hãy từ từ cắt tầng bánh hạnh phúc ngọt ngào và kính thưa toàn thể quý vị chiếc bánh là ngọt ngào hạnh phúc tình yêu của cô dâu và chú rể và một tràng vỗ tay thật lớn để toàn thể quý vị này chúc mừng toàn thể quý vị ơi chú rể của chúng ta được vui chiếc trai sang bay đúng không ạ và toàn thể quý vị chúng ta có thể dành tặng cho chú rể một tràng vỗ tay thật lớn toàn thể quý vị ơi vâng ạ rượu của chúng ta thì đã full rồi và xin mời toàn thể quý vị chúng ta sẽ cùng chứng kiến giây phút hạnh phúc giây phút mà cô dâu chú rể của chúng ta sẽ cùng thắp tràn thắp ly tình yêu và kính thưa toàn thể quý vị ly rượu vang màu đỏ hòa tan với đá khói huyền ảo ngày hôm nay tạo nên một tình yêu hạnh phúc gắn kết tình cảm giữa cô dâu và chú rể chúc cho cô dâu chú rể được chiêm ngon tình viên mãn bắt đầu những phút đề vâng xin chân thành cảm ơn cô dâu và chú rể xin mời chú rể tiếp tục chương trình sân bay thứ hai xin trân trọng kính mời vâng chắc hẳn rằng là hôm nay thì anh có kinh nghiệm rồi xin mời chú rể đồng tiền đi ạ bao nhiêu sức lực bao nhiêu dồn nén bao nhiêu đến đây xin mời anh dồn hết của chiếc trai sắp bay ngày hôm nay đi ạ quý vị ơi một tràng vỗ tay thật lớn lên đi ạ rất là kính thưa toàn thể quý vị ly rượu vàng hạnh phúc ngọt ngào chiếc ngọt sẻ bùi của cô dâu và chú rể mãi mãi đến tận mai sau ngày hôm nay cô dâu chú rể của chúng ta đã cùng nhau chứng hiến và cùng nhau hạnh phúc tạo nên một tình cảm thiêng liêng nhất để cùng gửi tới tình cảm của toàn thể quý vị ngày hôm nay trước chúng tôi cũng xin phép hỏi toàn thể quý vị là chúng ta có muốn cô dâu chú rể hôn nhau không ạ? Có không ạ? Có thì toàn thể quý vị tạm ứng cho cô dâu chú rể một tràng vỗ tay thật nhỏ được không ạ? Vâng ạ, cảm ơn toàn thể quý vị. Và xin mời cô dâu chú rể tiến về phía trước một bước ạ. Vâng ạ, và xin mời anh chị cùng quay mặt vào nhau. Và trước khi hôn thì xin mạn phép được hỏi chú rể Đường Tiệm ngày hôm nay chú rể của chúng ta cảm thấy như thế nào? Xin hỏi chú rể ạ. Cảm thấy rất là hạnh phúc ạ. Còn gì nữa xin hỏi chú rể ạ? Vâng là chắc chắn rồi và hôm nay thì trước sự chứng kiến đồng đồ của toàn thể quý vị thì xin phép được hỏi cô dâu muốn hôn vào đâu của chú rể? Xin hỏi cô dâu đi ạ. Cô dâu muốn hôn vào vị trí nào của chú rể? Xin phép hỏi cô dâu Thanh Hoa. Môi ạ. Vâng, môi ạ. Vâng là rất tuyệt chuyển đúng không toàn thể quý vị? Và để một hôn nồng cháy thì xin mời cô dâu chú rể đi ạ. Xin mời cô dâu và chú rể của chúng ta đi ạ. Vâng ạ, chắc chắn rồi. À vâng. Vâng ạ, để một nụ hôn cháy thì xin mời cô dâu chú rể hôn nhau. Một nụ hôn kéo dài trong vòng 3 giây. Và ban tổ chức tôi cũng xin phép được đến từ 3 ngược đến 1 để cho cô dâu chú rể gần lại được không ạ? Và toàn thể quý vị ơi, chúng ta cùng đến cùng quý vị nhá. Và toàn thể quý vị ơi. Cô dâu và chú rể trong buổi trưa ngày hôm nay và xin mời cô dâu chú rể của chúng ta sẽ cùng tiếp cận những hàng kinh vân cố để nhận những lời chúc phúc đến từ toàn
toàn thể quý vị xin được trân trọng kính mời.